Lê Dương Bảo Lâm diện nguyên cây hàng hiệu, ra rẻ với bà xã nhưng lại nhận cái kết dở khóc, dở cười. Lê Dương Bảo Lâm khiến dân tình không nhịn được cười với tình huống hề hước. Trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm đăng tải dòng trạng thái khiến ai đọc xong cũng cười bể bụng. Nam diễn viên viết, chồng đi hát người hâm mộ dần dần xin chụp hình mà ra vẻ nói anh chạy xô, tụi em thông cảm mà thực sự có sâu gì đâu. Để nguyên cái mặt 2 triệu tóc 2 triệu, bộ đồ 7 triệu về chụp hình kỷ niệm với con vợ. Ế vậy mà về đến nhà định khoe sâu ai rẻ nó sâu snack trước em, chán. Quỳnh Quỳnh 20 đến 10 vui vẻ nha. Định khoe visual điển trai cho vợ ngắm, nhưng về đến nhà bà xã Lê Dương Bảo Lâm đã đi ngủ, nam diễn viên chỉ biết ngậm ngùi. Tuy nhiên, anh vẫn không quên chôn vợ, chụp trộm khoảnh khắc bà xã đang ngủ. Phía dưới bài đăng, dân tình để lại bình luận như anh quay video tâm trạng về khuya nên chị Quỳnh ngủ trước đó. Sơ hở ra là dìm vợ, ngày 20 tháng 10 vẫn dìm luôn, thương Quỳnh. Cả ngày chị thấy hai em quá dễ thương, yêu mãi mãi nhé. Người đàn ông thực sự thương vợ của hiện tại là đây, tương lai chưa biết trước được gì. Nhưng hiện tại là chị Quỳnh đủ hạnh phúc, ngưỡng mộ chị quá. Lê Dương Bảo Lâm kết hôn với bà xã Quỳnh Quỳnh năm 2017. Cặp đôi đã chào đón ba nhóc tỷ đáng yêu. Tuy không hoạt động nghệ thuật nhưng Quỳnh Quỳnh cũng rất nổi tiếng, được nhiều khán giả biết đến vì là bà xã của diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm. Thường xuyên xuất hiện trong các livestream của chồng. Cặp đôi thường xuyên đăng tải khoảnh khắc giản dị đời thường nhưng đầy hạnh phúc khiến khán giả ngưỡng mộ.